Bản thân chúng ta ai cũng có những câu chuyện, những trải nghiệm mà hiếm ai có thể hiểu được. Đã từ rất lâu rồi, mình rất muốn kể cho mọi người những câu chuyện về cuộc sống của những người ở Đà Lạt. Cuộc sống này có mộng mơ hay không? Vì sao họ lại chọn cuộc sống này? Không mà, ý là em vẫn bất ngờ, ý tức là chị đi tới Đà Lạt một lần mà tại sao chị lại quyết tâm về Đà Lạt tới vậy á? Khi mình lên đây nó cũng có một cái sự suy nghĩ nó dài lắm rồi. Tức là chị đã nghĩ trước đây rất là lâu. Sài Gòn đem lại cho chị rất nhiều thứ. Tại cái lý do của chị lên Đà Lạt ấy, nó không giống như mọi người. Tức là đi du lịch cũng không giống như những người khách du lịch khác. Tức là khi người ta đi du lịch là người ta sẽ tìm những nơi đẹp, hoặc là người ta trải nghiệm những cái gì đấy gọi là nó thú vị, hoặc là ăn món ăn ngon, đúng không? Nghĩa là khi đấy chị chẳng hề có cái tí gì gọi là vui vẻ hưởng thụ gì cả, mà là đi để tìm một cái vùng đất mới cho mình rồi cho con của mình.